Đây là một cuộc đại chiến của những trung vệ số 1 của đội tuyển Việt Nam vào thời điểm này. Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng, đây là một trong bộ ba trung vệ, hai trong bộ ba trung vệ mà đội huấn luyện viên Parser thường xuyên sử dụng. Bùi Tiến Dũng thì đã có được dấu ấn đặc biệt với Duy Mạnh và Đình Trọng tại U23 châu Á 2018. Trong khi đó, Quế Hải góp mặt tại AFF Cup và từ đó anh trở thành thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu sau này. Và bây giờ sẽ là Quế Hải và Bùi Tiến Dũng, hậu duệ thể công như ông cháu của Viettel, và ngày hôm nay họ sẽ thi đấu với nhau. Vâng, Quế Hải ngày hôm nay chọn cho mình một chiếc áo rất quen thuộc. Đã quá nhiều lần tôi thấy Quế Hải mặc chiếc áo Lacoste màu đỏ rồi. Chiếc áo này đã giúp cho Quế Hải có được những niềm vui rất lớn trong cuộc sống. Còn ngày hôm nay một chiếc áo ASIAD đến từ vị trí của Bùi Tiến Dũng. Chúng ta có thể thấy hai vận động viên, hai cầu thủ của chúng ta gần như là không khép mồm khi đang điều chỉnh. Quá tập trung. Hải Quế đã giúp cho Văn Toàn có những giây phút cơ cực ở PES 2020. Bùi Tiến Dũng cũng đã khiến cho sân trường có thể là ăn nhiều tôm hơn một chút, nhưng vẫn phải ngậm một chút gì đó là cay đắng khi Bùi Tiến Dũng đã giành vé đi tiếp ở bảng đấu có Tabi Tuấn Anh, có Xuân Trường. Và bây giờ thì chúng ta chờ đợi xem bộ đôi này, đây chính xác là một trận derby của Viettel, một trận derby Láng Hòa Lạc, một trận derby xứ Nghệ, một trận derby của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Quá nhiều điểm chung, trong khi Quế Hải thì anh đến từ Nghệ An, còn Bùi Tiến Dũng thì đến từ Hà Tĩnh, nhưng quán trà chanh của Hải Quế thì lại ở Hà Tĩnh. Vâng, Bùi Tiến Dũng thì cũng rất có duyên với Nghệ An, và chúng ta cùng chờ đợi xem trận đấu này sẽ như thế nào. Nhưng hãy bấm một nút share để cổ vũ cho hai vận động viên, hai cầu thủ của chúng ta trong trận đấu đầu tiên. Và như chúng ta đã quan sát được là ở trong trận thi đấu đầu tiên này thì Bùi Tiến Dũng vẫn đang trung thành với sơ đồ chiến thuật của người thầy của mình, đó là sơ đồ chiến thuật với 5 hậu vệ. Và đúng sơ đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn rất thường xuyên sử dụng, và nó là một cái sơ đồ chiến thuật đã mang lại rất nhiều vinh quang cho Việt Nam ở khoảng thời gian hơn 2 năm trở lại đây. Và chính cái sơ đồ chiến thuật này cũng đã giúp cho Bùi Tiến Dũng vượt qua một đối thủ sừng sỏ đối với anh, đó là Xuân Trường. Bùi Tiến Dũng đã giành được một chiến thắng và một kết quả hòa trong lượt trận đối đầu với Xuân Trường. Mặc dù Xuân Trường theo đánh giá của rất nhiều cầu thủ thì có khả năng thi đấu PES tốt hơn so với Bùi Tiến Dũng, nhưng quan trọng là Dũng đã phòng ngự tốt, Dũng đã phản công hay. Và một chút may mắn nữa, anh Tuyền có nhớ ở trong cái trận đối đầu với Xuân Trường chính học một xác, tình huống sai lầm. Thực sự là Xuân Trường đã mắc sai lầm và Tiến Dũng ngay lập tức tận dụng. Trước đó thì Tiến Dũng là một chàng trai tương đối ngây ngô trong những tình huống mà thực hiện những cú dứt điểm và tấn công. Thậm chí trận đấu đầu tiên của Tiến Dũng thì anh còn cảm giác như là một cầu thủ được coi là lót đường, nhưng sau đấy thì anh lại giành vé đi tiếp. Và ngày hôm nay thì đối đầu với cả một người anh, một người đồng đội rất quen thuộc. Ở bên tay trái mảnh nhỏ của quý vị và các bạn trong trang phục áo trắng quần trắng đó là Quế Hải, còn bên tay phải đó là Bùi Tiến Dũng. Đây là một trận đấu của hai người rất hiểu nhau rồi. Họ đã ăn nằm với nhau, tập với nhau quá nhiều từ Viettel đến đội tuyển quốc gia. Và vì vậy ngày hôm nay sẽ một cuộc đấu thực sự là khó đoán. Sergio Ramos, một trong những người mà được Hải Quế theo dõi rất nhiều trên mạng xã hội, và ở trong những trận đấu của Sergio Ramos, thậm chí phong cách của Hải Quế có rất nhiều nét tương đồng với Ramos. Trong khi đó Bùi Tiến Dũng thì anh đang chọn Virgil van Dijk là hình mẫu cho mình để có thể hướng đến. Cú dứt điểm là của Kylian Mbappe. Vâng, rõ ràng là trận đấu này thì ngoài vấn đề chuyên môn thì chúng ta cần phải chú ý tập trung vào cả cái cam nữa, vì những cảm xúc của các cầu thủ chúng ta sẽ được theo dõi trực tiếp, những cảm xúc mà trên sân thì không được theo dõi nhiều. Và đó là một tình huống dứt điểm ngay từ khoảng thời gian đầu trận. Quế Ngọc Hải là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 rất nhanh và cũng rất nguy hiểm. Bùi Tiến Dũng chắc chắn ở trong cuộc đối đầu với Xuân Trường, nhưng ở trong cuộc đối đầu vòng bán kết này, đối thủ của anh là người lớn tuổi hơn, người anh Quế Ngọc Hải, và Quế Ngọc Hải là người đã ghi bàn rất tốt. Và chúng ta sẽ liệu rằng cùng theo dõi xem là Bùi Tiến Dũng còn chắc chắn được nữa không, còn có thể có những tình huống may mắn để ghi tên mình vào chung kết hay không. Một cầu thủ có nụ cười cực kỳ duyên. Đây là pha lên bóng của Quế Ngọc Hải, bóng đến với vị trí của Neymar, động tác giả luôn, và cực kỳ khéo. Một trung vệ nhưng lại đang có những động tác skill. Marcelo vào tình huống treo bóng, không thành công rồi. Một tình huống treo bóng ở một tư thế chưa thực sự thuận lợi, và Marcelo đã đưa bóng đi quá mạnh. Bóng quay trở về với Bùi Tiến Dũng. Hiện tại tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Quế Ngọc Hải, một lợi thế nhỏ nhỏ. Casemiro đưa bóng lên phía trên nhưng đó là một đường chuyền không thành công. Ronaldo, tình huống phối hợp với Neymar, có vẻ như anh quên thả cái nút chạy nhanh ra. Một đường chuyền bóng nào, Ronaldo chưa được. Lần này thì Quế Ngọc Hải không thành công. Vâng, rất mong là quý vị khán giả hãy tiếp tục like và chia sẻ nào. Cuộc đối đầu giữa hai trung vệ của tuyển quốc gia Việt Nam ở trên một bộ môn khác
đó là bộ môn thể thao điện tử PES. Hy vọng là anh em hãy tiếp tục chia sẻ để cho thật nhiều quý vị khán giả yêu mến bộ môn thể thao điện tử này, những người yêu mến cả những cầu thủ bóng đá Việt Nam nữa sẽ theo dõi được những cảm xúc của các cầu thủ ở trong giải đấu lần này trên khung cam nhỏ nhỏ kìa. Hiện tại thì hai người vẫn đang thi đấu rất tập trung. Đây là pha lên bóng dành cho Bùi Tiến Dũng. Bóng đến với vị trí của Lionel Messi. Eden Hazard. Không được, không thể qua được Ramos. Ramos vẫn đang chắc chắn. Vâng, nhịp độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Cứ mỗi khi có bóng là các cầu thủ triển khai tấn công ngay. Đây là Mbappe. Một động tác giả và bóng được trả ngược lại cho Casemiro. Luân chuyển trái bóng vào phía bên trong. Neymar. Không được. Matthias De Ligt là người đã giành lại bóng và giúp cho Bùi Tiến Dũng có tình huống phản công. Nhưng ngay sau đó thì đường truyền xoay lưng đã không đưa Ronaldo vào một tư thế thuận lợi để có thể bứt tốc. Đây là pha lên bóng đến từ Quế Ngọc Hải. Đường truyền ngay Ronaldo. Quá đáng tiếc cho Quế Ngọc Hải. Bóng đã làm móp cột dọc trong cú dứt điểm vừa rồi. Rất đáng tiếc. Cú sút uy lực của Ronaldo từ ngoài vòng cấm. Và có vẻ như là ở trong cuộc đối đầu này thì Quế Ngọc Hải đang là người nắm nhiều ưu thế hơn. Anh sở hữu nhiều tình huống tấn công hay và đã có cho mình một bàn thắng. Ronaldo có thể dứt điểm hay không? Trời ơi, quá đáng tiếc rồi. Quá đồng đội. Thực sự là chỉ có thể nói một cái từ chính xác nhất, đó là tiếc thôi. Ronaldo giá như anh ích kỷ hơn ở trong pha bóng vừa rồi. Giá như Bùi Tiến Dũng không ấn nút chuyền bóng mà đó là nút vuông, nút dứt điểm thì đã có bàn thắng ngay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiếp tục một pha lên bóng nữa của Bùi Tiến Dũng. Eden Hazard. Vẫn là Hazard. Vâng, Bùi Tiến Dũng chơi quá trực chắc, được truyền khá nghe nhưng nó lại mở ra tình huống phản công. Hiệp 1 đã khép lại với chiến thắng tạm thời là 1-0 nghiêng về Hải Quế. Như vậy là bố của Sunny đang dẫn trước bố của Si với tỷ số là 1-0 rồi, thưa quý vị và các bạn. Ông chủ tiệm trà chanh đang dẫn trước ông chủ quán cà phê ở Hà Đông với một bàn thắng. Đó là một khoảng cách vô cùng mong manh. Và cũng cha, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu Bùi Tiến Dũng có màn đáp trả cực gắt ở hiệp thi đấu thứ hai hay không. Ronaldo đường chuyền dành cho Casemiro. Đây rồi, Eden Hazard nhưng không thể bật lại dành cho người đàn anh của mình CR7. Và Casemiro có bóng. Hải Quế lên, làm gì đây? Busquets lại có bóng rồi và Bùi Tiến Dũng đang quá bình tĩnh. Bùi Tiến Dũng phải nói rằng khả năng nhập tâm của Bùi Tiến Dũng nó ở một cái tầm rất cao. Messi, Eden Hazard, 1-0 rồi. Trong thời điểm mà Hải Quế đang hơi mỏi thì Bùi Tiến Dũng đã rất nhanh chóng tận dụng được cơ hội. Và nụ cười vừa rồi của Bùi Tiến Dũng đã giải tỏa rất nhiều thứ, trong đó có cả áp lực về mặt tâm lý. Rõ ràng là những trận derby láng hòa lạc luôn rất rực lửa. Và thời điểm này thì những người làm khán giả sau khi đã thất thủ ở vòng bảng là Văn Toàn và Xuân Trường có lẽ cũng đang ăn tôm và thưởng thức trận đại chiến này rồi. Busquets. Và nếu như quý vị và các bạn muốn theo dõi nhiều hơn những giải đấu như thế này, đừng quên dành những nút chia sẻ hết cỡ để cho các cầu thủ chúng ta thi đấu thăng hoa hơn. Bằng một cách nào đó, thần giao cách cảm thì những tràng pháo xe của quý vị và các bạn biết đâu đó sẽ đến được với tinh thần của cao thủ. Hải Quế đang rất chắc chắn, 1-0. Ở đội tuyển quốc gia thì khán giả gọi Hải Quế là đại ca bởi vì anh kia bằng đội trưởng, còn Bùi Tiến Dũng thì là Từ Dũng. Vâng, nên xét về thứ bậc thì Hải Quế vẫn hơn đến 3 bậc so với Bùi Tiến Dũng. Nhưng trong trận đấu này thì thứ bậc không quan trọng, nó phải là quan trọng về kỹ năng và kết quả cuối cùng. Tỷ số của trận đấu sẽ là thứ mà chúng tôi xét duyệt xem ai sẽ là người đi tiếp để gặp Tabi Tuấn Anh ở trận chung kết. Vâng, rõ ràng là Bùi Tiến Dũng vẫn đang thi đấu quá hiệu quả với đấu pháp của mình. Cơ hội ở trong hiệp thi đấu thứ nhất là không có một cú sút nào cả. Nhưng ở trong hiệp thi đấu thứ hai chỉ cần một lần lên bóng thôi, anh đã quân bình được tỷ số 1-0. Và mặc dù là bị đối thủ dồn ép, nhưng cái sự hiệu quả mà Bùi Tiến Dũng đang có là quá cao. Và đây là một tình huống như vậy. Vâng, bóng không thể đến được với vị trí của Messi khi trung vệ bên phía Quế Ngọc Hải đã có tác động. Tình huống bắt bài hay. Vâng, mình thấy ở cái hay trong lối chơi của Bùi Tiến Dũng đó là cái khả năng bắt người khá tốt. Và hy vọng là anh em hãy tiếp tục like, chia sẻ nào. Hiện tại chúng ta đang có hơn 7.000 anh em khán giả theo dõi ở trên live stream lúc này rồi. Quý vị đừng quên là hãy tiếp tục gửi tặng những nút like, những nút chia sẻ ủng hộ cho các cầu thủ của chúng ta ngày hôm nay. Những cảm xúc ở trên khung cam, những tình huống dứt điểm, những kỹ năng chơi PES sẽ được diễn ra duy nhất giải đấu lần này mà thôi. Đây là một tình huống phòng ngự tốt của Bùi Tiến Dũng. Vâng, như đã chia sẻ ở trong lượt trận vòng bảng rồi, mình đánh giá Bùi Tiến Dũng là một người có căn. Khi mà anh thi đấu trận đấu đầu tiên thì hầu như là sẽ không được tốt lắm. Và hiệp thi đấu đầu tiên này thì Bùi Tiến Dũng cũng thi đấu chưa quá hiệu quả. Nhưng hiệp thi đấu thứ hai chúng ta đang dần được chứng kiến những cơ hội nhiều hơn đến từ Bùi Tiến Dũng rồi. Những tình huống phối hợp tấn công sắc nét
Và trong đội hình của Bùi Tiến Dũng ở trong trận đấu này đang có những con người phong độ tốt. Eden Hazard có phong độ đỏ và Cristiano Ronaldo thì phong độ cũng đang chéo lên. Liệu rằng những cầu thủ này có đem lại những tác động to lớn ở trong khoảng thời gian tiếp theo hay không? Varane đã được đưa vào sân rồi. Ramos thi đấu ở vị trí của một hậu vệ cánh trái. Phút thi đấu thứ 74 và tỷ số hiện tại đang là 1-1. Quý vị hãy tiếp tục like, chia sẻ nào. Mạnh mẽ lên nữa đi nào quý vị ơi. Và đây mới là trận thi đấu đầu tiên của đối đầu giữa Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng rồi. Chúng ta vẫn còn vài trận đấu nữa để tìm được ra người chiến thắng, để tìm ra người sẽ bước vào trận chung kết ở trong cuộc đối đầu này. Tình huống đá phạt ở khu vực ngoài vòng 16m50 và đây là cự ly khá xa. Bùi Tiến Dũng lựa chọn là sẽ phối hợp. Anh đã để mất bóng rồi. Cơ hội để cho Quế Ngọc Hải có thể triển khai tấn công. Đây là Kylian Mbappe. Bắt người ngay. Rồi, rất tốt. Bùi Tiến Dũng đã thành công trong pha đánh chặn. Nhưng trọng tài xác định trước đó đã có lỗi của một cầu thủ áo bã trầu với Kylian Mbappe. Thêm một quả đá phạt ở cự ly rất xa nữa. Đây là Sergio Ramos. Ramos tạt bóng vào trong. Không có gì nguy hiểm cả. Alisson Becker là người đã ôm gọn trái bóng trong tay. Pha lên bóng đến từ Bùi Tiến Dũng. Đây là Sergio Ramos. Mới triển khai tấn công ở hành lang cánh rồi. Bóng được luân chuyển vào phía bên trong. Ronaldo phối hợp với Eden Hazard. Đường truyền trả lại cho Ronaldo. Trong khe không được rồi. Tác động của một hậu vệ áo trắng đã khiến cho trái bóng không đến được với vị trí của Eden Hazard. Messi, Cavahan. Đường truyền cho Messi. Bóng được đưa vào trong. Rất bất ngờ. Bùi Tiến Dũng hiện tại đang là người có những cơ hội nguy hiểm hơn. Mặc dù hiệp thi đấu thứ nhất anh không tạo ra được nhiều điểm nhấn, nhưng ở trong hiệp thi đấu thứ hai thì có thể nói là một màn lột xác luôn rồi. Vâng, đúng là người có căn có khác, giống hệt như bình luận viên Bình Tè. Đá PES cũng rất có căn. Từ lúc mình cầm vào tay PES đến giờ thì chưa bao giờ để thua một đối thủ nào ở team bóng ở công ty cả. Đây sẽ là pha lên bóng của Quế Ngọc Hải. Tình huống phối hợp với Eden Hazard không thành công. Vâng, Từ Dũng vẫn đang phòng ngự thực sự chắc chắn. Đây là pha lên bóng của Từ Dũng. Nhưng sau đó thì trọng tài cũng đã thổi còi để kết thúc 45 phút đầu tiên cuộc đối đầu giữa Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng rồi. Vâng, sở hữu đúng hai phần dứt điểm thôi, nhưng có cho mình một bàn thắng. Xin lỗi anh em, hết trận đấu, hết phút thi đấu chính thức rồi. Rất hồi hộp, sự hồi hộp đẩy cao đến mức mà nhiều khi bình luận viên còn phát âm nhầm rồi. Vâng, rất mong quý vị khán giả hãy tiếp tục like chia sẻ nào. Chúng ta hãy like chia sẻ để cùng nhau vâng chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai người thi đấu ở vị trí trung vệ. Những cái gãi đầu thể hiện sự căng thẳng của Quế Ngọc Hải rồi. Không hề đơn giản. Và bên này thì Bùi Tiến Dũng cũng đã có những cái gãi mắt. Họ đang phải thực sự tập trung. Vì dẫu sao đây cũng là một giải đấu. Và cuộc đối đầu ở trong lượt trận bán kết, nó là một cuộc đối đầu căng thẳng. Liệu rằng ai sẽ vào trận chung kết đây? Quyền giao bóng thuộc về Quế Ngọc Hải ở trong hiệp phụ thứ nhất. Đây là Neymar. Pha đi bóng của Neymar quá đơn giản. Và đây là người đã chủ động băng ra và đánh chặn. Nhưng trọng tài đã xác định đó là một tình huống phạm lỗi. Đây là một cự ly sút phạt không hề thuận lợi. Đó là một cú sút ngay rất nguy hiểm. Bóng rồi vào điểm nối giữa xa ngang và cột dọc. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại. Không hề đơn giản. Quế Ngọc Hải cũng là một người biết sút phạt. Mặc dù góc sút vừa rồi là không quá rộng, nhưng cú sút của Neymar vẫn đem đến cho chúng ta quá nhiều cảm xúc. Vâng, thêm một tình huống nữa mà Quế Ngọc Hải đã giành được bóng và triển khai tấn công. Đây là Fabinho. Vâng, tình huống di chuyển dẫm chân vào nhau mất rồi. Bóng đến với vị trí của Van Dijk. Bóng chưa được phá lên. Tình huống trả về cho Alisson Becker. Matthijs de Ligt. Đây là Sergio Ramos, người thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái trong sơ đồ chiến thuật của Bùi Tiến Dũng. Và một đường truyền thoát pressing. Bóng đến với vị trí của Fabinho. Một đường truyền quá dài rồi. Những tình huống chuyển bóng như vừa rồi thì rất dễ xảy ra tình huống mất bóng và tạo điều kiện để cho Quế Ngọc Hải có thể triển khai tấn công. Những phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất. Đây là Luis Suarez không thể vượt qua được Fabinho. Và khoảng thời gian ở trong hiệp phụ thứ nhất thì Quế Ngọc Hải hiện tại đang là người thi đấu tốt hơn. Nhiều tình huống hãm thành được anh tạo ra. Và những tình huống tranh chấp bóng hiệu quả khiến cho Bùi Tiến Dũng không thể tung ra bất kỳ một pha dứt điểm nào. Và hiệp phụ thứ nhất đã kết thúc với không có một bàn thắng nào được ghi thêm cả. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến với những phút giây của hiệp phụ thi đấu thứ hai. Hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến thêm nhiều sự bất ngờ. Rất nhiều quý vị khán giả mong muốn chứng kiến penalty. Chúng tôi cũng vậy thôi. Để xem hai cầu thủ sẽ đá penalty như thế nào. Đây đều là những cầu thủ đá penalty rất tốt của đội tuyển Việt Nam.
Chúng ta đều biết rằng là Bùi Tiến Dũng với hai hình ảnh ở 2018 và Asian Cup 2019, anh đều có những bàn thắng, thậm chí là những màn ăn mừng để đời. Hải Quế luôn là người phải bước lên đầu tiên thực hiện các quả penalty, và Hải Quế thậm chí đã đi vào lịch sử với kiểu đá penalty kiểu chân sáo, và anh đã thành công trong trận đấu gần nhất với các cầu thủ Indonesia, một tình huống nhảy chân sáo rất cute và sau đó tự tin ghi bàn thắng mở tỷ số ở vòng loại World Cup. Còn chúng ta đến với những diễn biến của hiệp phụ thứ hai. Đây là Neymar, không được rồi, và một tình huống đốn đúng theo phong cách của Hải Quế, nhưng đó lại là cú đốn đến từ Bùi Tiến Dũng. Những trung vệ đôi khi chúng ta vẫn cần có sự gắt gỏng như vậy khi đối đầu với những đối thủ mạnh. Và ngày hôm nay thì tình anh em sẽ phải gác sang một bên, bởi vì trận derby lá hòa lạc sẽ không có chỗ dành cho anh em, chỉ có kẻ thắng và người thua mà thôi. Sergio Ramos, tiếp tục là Sergio Ramos, đường truyền dành cho Kylian Mbappe, rồi đánh đầu, một đường truyền khá vòng của cầu thủ người Pháp, nhưng Sergio Busquets tiếp tục phát động tấn công. Eden Hazard, đây là Luis Suarez, Van Dijk và Suarez quá ai, chỉ một cú đẩy của Suarez thôi thì Van Dijk đã khít khói, và Luis Suarez như vậy đã có thắng dành cho Bùi Tiến Dũng rồi. Một pha ghi bàn theo phong cách của Quaresma, một cú chi vela của cầu thủ đến từ Uruguay. Anh chưa cạo râu, số 19 là số của Quang Hải, nhưng ngày hôm nay là Luis Suarez, anh đã ghi bàn thắng dành cho Bùi Tiến Dũng. Hải Quế đã hơi thất thần một chút, có lẽ anh chưa thể chấp nhận được thực tế hơi phũ phàng này, nhưng 2-1 cho Bùi Tiến Dũng rồi. Phút thứ 115, liệu rằng Hải Quế có được quân bình tỷ số trước khi phút thứ 120 khép lại hay không? Antoine Griezmann, Hải Quế đang rất cố gắng. Còn đây là Luis Suarez, và cú dứt điểm quá nguy hiểm, nhưng nó chỉ để lại sự tiếc nuối mà thôi. Vâng, vừa rồi thì ngay sau khi ghi bàn, chúng ta đã chứng kiến được một tình huống ăn mừng khá là điệu đà đến từ Bùi Tiến Dũng. Vâng, e ấp một chút, vâng, che miệng, vâng, diêm dúa như một làng công chúa. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Lợi thế nho nhỏ xinh xinh thuộc về Bùi Tiến Dũng. Vâng, sự hiệu quả là chúng ta đang thấy trong lối chơi và cách vận hành của Bùi Tiến Dũng. Mặc dù dứt điểm không nhiều bằng so với đối thủ, nhưng anh lại có hai bàn thắng rồi. Vâng, một phút bù giờ cho hiệp phụ thứ hai. Vâng, Chu Quan Chu La nào. Vâng, như vậy là tiếng còi của trọng tài đã vang lên và chiến thắng đầu tiên thuộc về Bùi Tiến Dũng, người đã nhập cuộc phần nào đó là chậm hơn so với đối thủ. Đó, Bùi Tiến Dũng là như vậy, những người có căn luôn là như vậy. Rất hay đánh lừa người khác, đúng không? Vâng, rất hay đánh lừa người khác. Dù là thời điểm đầu tiên thì sẽ thi đấu không quá hiệu quả, một phần nào đó bị lép vế so với đối phương, nhưng càng đá lại càng hay. Bùi Tiến Dũng là như thế, chúng ta đều thấy ở vòng bảng rồi, và tôi không bất ngờ khi Bùi Tiến Dũng giành chiến thắng, nhưng cái bất ngờ là cái cách Bùi Tiến Dũng giành chiến thắng nó rất là thuyết phục, nhưng trước đó khiến chúng tôi đưa ra rất nhiều dấu hỏi chấm. Và chúng ta cùng chờ đợi trận đấu thứ hai xem là ai sẽ là người cơ cực giữa Hải Quế và Bùi Tiến Dũng, một trận derby tiếp theo nữa ở bán kết 2. Thank you.
Và chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu tiếp theo của giữa Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng, trận thi đấu thứ hai. Liệu rằng Quế Ngọc Hải có quên mình số hay không? Và lên bóng đầu tiên thuộc về Quế Ngọc Hải, đây là Lionel Messi. Casemiro đường chuyền bóng không được. Đây là người đã chủ động băng ra và ôm gọn trái bóng trong tình huống trái bóng vừa rồi của đối phương. Và khoảng thời gian đầu tiên của hiệp thi đấu đầu tiên thì Quế Ngọc Hải là người đã vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Nhưng đó cũng chỉ là bàn thắng duy nhất anh ghi được ở trong trận đấu đó thôi. Và trong trận đấu này thì sao? Liên tiếp là những tình huống phối hợp nhưng không thể qua được hàng phòng ngự các cầu thủ áo trắng. Tiếp theo sẽ là pha triển khai tấn công dành cho Quế Ngọc Hải. Đây là Neymar. Neymar đang phối hợp với Busquets. Bóng tiếp tục được nhồi cho Neymar. Ngay sau đó thì Neymar có một đường chuyển hơi vội. Sự chắc chắn đó là những gì mà hàng phòng ngự của Bùi Tiến Dũng đang làm. Nhưng ngay sau đây thì sẽ là một pha tấn công quá đen cho Quế Ngọc Hải. Vâng, thực sự là Quế Ngọc Hải đang đen rồi. Ở trong trận đấu đầu tiên thì anh cũng có một lần đưa bóng đi trúng cột dọc sau cú sút rất căng của Cristiano Ronaldo. Và trong trận đấu này thì người tiếp tục làm anh buồn, thất vọng và tiếc nuối đó là Lionel Messi. Cú phóng lên của Neuer. Hàng phòng ngự luôn là cái lõi trong lối chơi của Bùi Tiến Dũng. Gần như anh hoàn toàn có thể chịu lép vế trong cả một hiệp thi đấu. Nhưng chỉ khoảng 20 phút cuối trận thôi thì Bùi Tiến Dũng sẽ cho thấy khả năng tấn công tốt của mình như thế nào. Sergio Busquets, và đây là tình huống rất bất ngờ. Một tình huống đánh võng của Busquets và anh xâm nhập vòng cấm khiến tất cả giật nảy cả người. Eden Hazard. Hải Quế chắc chắn sẽ có một chút tâm lý hơn một chút, bởi vì anh đang bị dẫn trước khi trận đấu đầu tiên anh đã để thất thủ. Còn Bùi Tiến Dũng là thi đấu với một thư thái, một cái phong cách rất là thoải mái rồi. Toni Kroos. Đây là Lionel Messi. Còn đây là Eden Hazard. Tôi đã nói hơn một lần về sự thoải mái của Bùi Tiến Dũng. Có lẽ cái sự ngây thơ của anh sẽ mang đến cho anh một cái tinh thần thi đấu cực kỳ tốt. Và thời điểm này thì Bùi Tiến Dũng lại đang được đánh giá nhỉnh hơn một chút với những gì đang diễn ra ở trên sân. Sau 25 phút bóng lăn thì Bùi Tiến Dũng tạo ra cơ hội nguy hiểm bằng với Hải Quế. Mặc dù anh chỉ cần một tình huống thôi. Còn đây là Ronaldo. Hải Quế vẫn hơi đen một chút. Hơi đen. Trước đó là Messi, còn bây giờ Ronaldo, anh di chuyển hơi sớm. Người chuyền có vẻ nhà Lionel Messi. Manuel Neuer, không biết thì hết mùa giải này thì anh còn gắn bó với Bayern Munich nữa hay không. Nhưng hiện tại thì Bùi Tiến Dũng vẫn đang rất tin tưởng Neuer so với Alisson Becker. Messi, Casemiro, hơi chần chừ. Bùi Tiến Dũng vừa rồi thì hơi thủ từ một chút. Có lẽ Bùi Tiến Dũng ở ngoài đời cũng vậy thôi, là một người rất bình tĩnh, từ tốn. Lionel Messi, Messi và De Ligt. Messi đẩy luôn cả De Ligt rồi, chuyền ra và ghi bàn. Ok, vâng, Ronaldo không nhận được bóng. Ai cũng muốn là Messi kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn, nhưng kịch bản đấy không xảy ra. Các đạo diễn của Hollywood ngày hôm nay thì không quyết định, không có cái kịch bản kiểu như vậy. Và tình huống tấn công vừa rồi Bùi Tiến Dũng lại hơi bị giản dị quá. Chúng ta cần phải có một sự cách tân, cần có sự cách điệu trong lối tấn công của Bùi Tiến Dũng. Vâng, vừa rồi là một tình huống phối hợp chưa thành công của Quế Ngọc Hải. Bóng bây giờ quay trở lại với quyền kiểm soát của Bùi Tiến Dũng. Ở trong trận thi đấu thứ hai thì mọi thứ đã diễn ra căng thẳng hơn. Và có sự chắc chắn trong lối chơi phòng ngự của cả hai cầu thủ. Và hiện tại chúng ta vẫn chưa được chứng kiến bất kỳ một bàn thắng nào cả, nhưng đã có những cơ hội được tạo ra. Và tấn công hơi đơn giản và suýt chút nữa thì đã có sai lầm. Dẫu sao thì bóng vẫn đang được luân chuyển lên phía trên. Và đây là tình huống chủ động tấn công đến từ Bùi Tiến Dũng, không phải là một pha phản công. Liệu rằng anh có thể tạo ra cơ hội hay không? Vẫn là một tình huống kéo trung vệ về thông minh đến từ Quế Ngọc Hải để có thể kèm Cristiano Ronaldo đang di chuyển. Và cắt bóng hay. Messi đang là người có bóng. Thêm một pha chuyển chất tốt nữa đến từ Sergio Busquets. Và bây giờ thì trọng tài đã thổi còi kết thúc 45 phút đầu tiên rồi. Một trận đấu mà cả hai game thủ và cả hai cầu thủ đều đã thể hiện sự chắc chắn trong cách phòng ngự. Chúng ta chưa được chứng kiến những bàn thắng. Và hy vọng bàn thắng sẽ đến ở trong hiệp thi đấu thứ hai để tạo ra thêm thật nhiều những cảm xúc nữa. Tình huống giao bóng dành cho Bùi Tiến Dũng và tình huống triển khai tấn công ngay. Ronaldo dứt điểm. Không được. Một từ thế dứt điểm hơi vặn sườn của Ronaldo. Và trái bóng đã không đến được, không tạo ra được bàn thắng rồi. Và vừa rồi thì Neymar có một pha khống chế rất điệu. Người ta vẫn gọi đó là Neymar Talk. Pha triển khai tấn công của Quế Ngọc Hải. Chọc khe! Chưa được. Vẫn không thể dứt điểm. Chưa có bàn thắng. Vẫn đang là quyền kiểm soát bóng của cầu thủ áo trắng.
Bóng đến với vị trí của Hazard. Ronaldo đường chuyền vẫn có thể dứt điểm và bàn thắng vẫn chưa đến. Quế Ngọc Hải đang cố gắng tạo ra thật nhiều những tình huống hãm thành nhưng anh vẫn chưa có bàn thắng. Hơi đẹp. Sẽ là quả phát bóng lên dành cho Bùi Tiến Dũng mà thôi. Tình huống treo bóng bổng, bóng đến với vị trí của Eden Hazard. Xoay sở hay Messi. Vẫn đây là Messi đường chuyền vào trong. Lần này thì đến lượt Bùi Tiến Dũng cảm thấy tiếc nuối sau cú sút của Eden Hazard. Và triển khai tấn công một cách cơ bản thôi. Một đường chuyền bổng cho Ronaldo. Eden Hazard phối hợp với Messi. Và Messi trả bóng ngược lại cho Hazard. Nhưng cú dứt điểm sau cùng lại không thể thành công. Thêm một pha lên bóng nữa của Bùi Tiến Dũng. Bóng được luân chuyển ra hành lang biên. Ronaldo đối đầu với Cavani. Rất khỏe. Ronaldo không được. Sự có mặt kịp thời của Gerard Pique đã giúp cho Quế Ngọc Hải giành lại bóng. Bây giờ thì bóng lại quay trở về với Bùi Tiến Dũng rồi. Sau khoảng thời gian bị đối thủ ép sân thì bây giờ anh đang cố gắng triển khai bóng lên phần sân đối phương nhiều hơn. Tình huống lên bóng của Quế Ngọc Hải. Eden Hazard rất nhanh. Eden Hazard của Bùi Tiến Dũng có phong độ cứng và đó là lý do vì sao mà cầu thủ này di chuyển rất nhanh. Marcelo. Bóng được luân chuyển vào phía bên trong nơi có mặt Sergio Busquets. Đây là Lionel Messi đang phối hợp với Toni Kroos. Hành lang cánh trái là Marcelo. Marcelo chuyền bóng cho Ronaldo nhưng tác động từ Gerard Pique đã khiến cho cầu thủ này để mất bóng. Một tình huống mở biên. Eden Hazard khống chế bóng rất ngọt. Vẫn đang là Eden Hazard. Phép lợi thế. Phép lợi thế đã trôi qua rồi. Messi chưa thể thực hiện đường chuyền. Sergio Ramos là người đã có mặt kịp thời. Và đây là cơ hội tấn công dành cho Quế Ngọc Hải. Neymar chưa được. Toni Kroos đang nhồi bóng xuống phía dưới. Bóng bây giờ quay trở lại với Bùi Tiến Dũng. Người đang có bóng là Sergio Busquets. Tình huống phối hợp ở giữa sân. Bóng được trả về. Và Bùi Tiến Dũng bây giờ đang triển khai bóng một cách chậm rãi hơn. Chọc khe Eden Hazard. Không được. Ramos là người đã chủ động theo kịp tình huống bóng vừa rồi. Bây giờ là cơ hội lên bóng dành cho Quế Ngọc Hải. Ronaldo. Ronaldo đang chờ Messi di chuyển. Sút ngay. Và một tình huống dứt điểm hơi tự tin đến từ Quế Ngọc Hải. Vì cự ly từ cú sút này đến khung thành là tương đối xa. Một thi đấu thứ 80 rồi mà chúng ta vẫn chưa được chứng kiến bàn thắng. Thời điểm này thì số pha tắc bóng của trung vệ Bùi Tiến Dũng đang nhỉnh hơn một chút so với người đàn anh của mình. Hải Quế có vẻ đang hơi rét khi điều hòa đang ở một nhiệt độ tương đối thấp. Còn Bùi Tiến Dũng thì anh cũng có những tình huống cười liên tục. Có lẽ Bùi Tiến Dũng cảm thấy rằng là đá thế mà mình vẫn có thể là thắng được ông anh mình ván đầu tiên. Trận đấu này thoải mái mà đá thế. Vung lên đi. Và Bùi Tiến Dũng thực sự đang trong tâm lý rất thoải mái. Và chúng ta chờ đợi xem là anh bộ đội Từ Dũng có thể có được chiến thắng thứ hai hay Quế Ngọc Hải sẽ chiến thắng ở trận đấu này để quân bình tổng tỷ số. Fabinho, Hazard vẫn là cao thủ của Quế Ngọc Hải. Lionel Messi, Ronaldo đang di chuyển và thậm chí còn xin bóng luôn. Đây là Mbappe với phải Ronaldo. Mbappe, Hải Quế đang hơi nóng vội nhưng đây là Lionel Messi không vào. Vâng, Bùi Tiến Dũng đã cười rất to và rõ ràng rằng anh có đá mạnh hơn nữa thì cũng không thể vào đâu anh ơi. Vâng, láng hoặc là đêm ngày hôm nay có người mất ngủ, không biết đó là ai, Hải Quế hay Bùi Tiến Dũng. Nhưng tỷ số bây giờ vẫn đang là 2-0 chia đều cho mỗi đội. Hải Quế vừa ra dấu của một captain, captain đích thực của đội tuyển Việt Nam. Và đó là bàn thắng dành cho Hải Quế. Ngay sau khi anh ra dấu thì đã có bàn thắng luôn rồi. Gerard Pique điểm báo đến từ rất sớm. Ngày hôm nay mũi chắc chắn sẽ không còn một bóng của con nào cả ở láng hoặc lạc, bởi vì có Hải Quế ở đây. Và mũi rất sợ mùi Quế Hoài, giống như các cầu thủ tấn công của Thái Lan vậy. Tỷ số bây giờ là 1-0 nghiêng về đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Quế Hoài, Ronaldo, Antoine Griezmann, Messi chưa dứt điểm ngay. Griezmann vẫn còn, vẫn là Bùi Tiến Dũng. Antoine Griezmann, lần này thì Busquets đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Trước đó thì Busquets đã mở tỷ số hơi muộn màng, nhưng nó cũng đủ để Hải Quế cười tươi suốt từ đây đến giờ. Anh vẫn chưa khép lại mồm. Còn đây là Pique. Không kịp rồi. Từ 9-10 và thời gian ù giờ là 2 phút. Bùi Tiến Dũng vẫn đang rất cố gắng dồn ép đối thủ. Trọng tài quyết định có một quả đá phạt. Trọng tài ngày hôm nay cũng sửa tóc rất chặt. Ô, Griezmann và Ramos định vào rồi. Định va rồi, như vậy là định va luôn rồi. Đây là tinh thần quyết liệt của những cầu thủ đến từ xứ Nghệ. Cao thủ sẵn sàng va luôn. Lionel Messi. Messi không vào. Alisson Becker thực sự xuất sắc. Anh đã cản phá một tình huống tương tự với chính Messi ở ngoài cho trận đấu giữa Liverpool và Barca.
Và trận đấu đã khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về Quế Hoài 1-0. Một kết quả vừa đủ, nhưng Hải Quế đã quân bình tổng tỷ số 1-1. Rõ ràng là kèo đấu của các cầu thủ cũng hấp dẫn đấy các bạn ạ, đúng không ạ? Vâng, một trận đấu mà chúng ta thấy rằng là Quế Ngọc Hải đã thi đấu một phần nào đó là sự cân bằng với Bùi Tiến Dũng rồi. Vâng, anh là người nhập cuộc tốt hơn ở trong trận thi đấu đầu tiên. Và ở trong trận thi đấu này thì anh lại là người giành chiến thắng khi mà cái thế trận nó không có lấn lướt giống như ở trong trận đấu đầu tiên. Và chúng ta thấy rằng là bóng đá nó luôn bất ngờ là như vậy. Dù là có thể áp đảo về mặt thế trận hay không, nhưng có khi một thế trận mà mình thi đấu chưa tốt bằng đối thủ, nhưng bóng bàn thắng vẫn đến và chúng ta vẫn có được chiến thắng. Ở trong trận đấu này thì mình đánh giá Bùi Tiến Dũng là người có phần thi đấu tốt hơn về thế trận, nhưng Quế Ngọc Hải lại là người xuất sắc trong việc tận dụng những cơ hội và giúp anh quân bình được tỷ số 1-1. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít phút để đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 3 ở trong cuộc đối đầu ngày hôm nay, vòng bán kết. Ngay bây giờ thì quý vị tiếp tục tham gia dự đoán xem ai là người sẽ giành chiến thắng chung cuộc và giành tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết. Hải Quế phím 1 và Bùi Tiến Dũng là phím 2. Mọi người chỉ cần comment thôi, 1 và 2. Đừng quên chia sẻ livestream này để nhiều khán giả có thể vào đây theo dõi. Cũng như nếu như các bạn yêu quý thì việc một bổ một quả sẻ tầm này tôi nghĩ rằng là khá đơn giản. Bùi Tiến Dũng thì vẫn trung thành với sơ đồ 5 hậu vệ, anh đá như vậy từ vòng bảng. Có lẽ thậm chí từ khi anh chơi PES anh đã đá như vậy rồi. Cái lối đá này anh chỉ sau đó chỉ những cầu thủ nào mà phong độ tốt cho vào, cầu thủ phong độ kém đẩy ra. Còn Hải Quế thì là 4 trung vệ, một sơ đồ tương đối truyền thống. Hải Quế và Bùi Tiến Dũng đều đã trải qua rất nhiều sơ đồ khác nhau, từ 3 trung vệ, 4 trung vệ và 5 trung vệ, 5 hậu vệ luôn. Ở cả Viettel trước đây Hải Quế là câu lạc bộ Sơ Nghệ An rồi lên đội tuyển quốc gia nữa. Đây là bộ đôi phải nói rằng cực kỳ máu lửa và là những chiến binh thực sự. Ở trận đấu lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan thì cả Hải Quế và đặc biệt trong trận đấu đó thì Bùi Tiến Dũng đã đánh dấu một sự trở lại cực kỳ ấn tượng. Bởi vì trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng có một khoảng thời gian anh gặp khủng hoảng. Do vậy là anh không đạt được phong độ như ý, nhưng trong trận đấu ở trên Thammasat thì Bùi Tiến Dũng đã chơi như một chiến binh, lăn xả các kiểu con hà điểu. Thậm chí có những tình huống anh ngã đau quá, huấn luyện viên Akira Nishino tưởng anh câu giờ còn lao vào bảo anh đứng dậy. Và câu chuyện đó đến thời điểm này vẫn là một trong những câu chuyện rất hay ho được các cổ động viên đưa ra bàn tán, khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng đấy là tình huống Bùi Tiến Dũng bị đau và tôi thì không bao giờ dạy học trò của mình là chơi bẩn cả. Và trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta cùng chờ đợi sự fair play đến từ hai cầu thủ. Trận đấu thứ 3 rồi và kết quả mọi thứ vẫn chưa biết được ai sẽ giành tấm vé đi tiếp. Chỉ có điều là chắc chắn ngày hôm nay, đêm ngày hôm nay thì một trong hai sẽ mất ngủ tại Láng Hòa Lạc. Thế thôi. Vâng, rõ ràng là kết quả 1-1 lúc này sẽ khiến cho cả hai cầu thủ của chúng ta trầm tư hơn, suy nghĩ hơn. Vì lúc này không ai có lợi thế cả. Họ sẽ suy nghĩ về cách chơi của mình. Họ sẽ suy nghĩ về đối thủ của mình xem làm như thế nào để có thể hóa giải đối phương và tìm ra những bàn thắng. Vâng, tiếp tục lại là một nụ cười rất tươi đến từ khuôn mặt của Bùi Tiến Dũng. Và một cầu thủ có nụ cười duyên. Nhưng nhiều lúc thì mình cảm thấy là Bùi Tiến Dũng có chút gì đó hơi điệu đà, diêm dúa như một nàng công chúa. Vâng, chút nữa chúng ta sẽ cùng xem mà lúc mà anh ấy ghi bàn thì mọi người hãy để ý ngay đến khung cảm của Bùi Tiến Dũng nha. Và mình cảm giác là cứ sau mỗi tình huống mà Bùi Tiến Dũng ghi được bàn thắng thì anh ấy khá là điệu, những cái cảm xúc mà bộc phát ra ở con người. Thì đó là những cái thời điểm mà chúng ta không kìm nén được ấy. Nó là một cái gì đó ẩn sâu trong con người chúng ta, mặc dù bên ngoài có thể là lạnh lùng, giống như mình cũng thế, là lạnh lùng. Nhưng mà mỗi khi mà có được cái niềm vui bất ngờ, tự nhiên nó khác, cứ bộc phát ra như vậy. Và bây giờ thì trận đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 3 cuộc đối đầu giữa Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đã chính thức được diễn ra. Đây là pha lên bóng của Bùi Tiến Dũng và nó đã không thành công. Hàng phòng ngự của Quế Ngọc Hải đã thi đấu tập trung, bóng liên tiếp được trả về cho Alisson Baker. Một đường chuyền bóng đến với vị trí của Neymar. Tình huống tắc bóng hay, Sergio Busquets và đường chuyền Mbappe. Neymar quá đồng đội, không thể không có bàn thắng ở trong pha bóng vừa rồi. Vâng, quên mất là chưa kịp nhìn đây là Bùi Tiến Dũng ăn mừng như thế nào. Vâng, rất tốt, chúng ta đã thấy được sự bình tĩnh, điềm đạm và rất nhiều những đường chuyền dù có ở quá gần khung thành đi chăng nữa thì bàn thắng vẫn đến với đôi chân của Cristiano Ronaldo. Quế Ngọc Hải đang có một chút gì đó hơi chệch choạng. Tiếp tục sẽ là pha lên bóng của Bùi Tiến Dũng. Tình huống tác động nhưng trọng tài xác định đã có lỗi rồi. Mbappe, Neymar. Vâng, sau cùng thì Quế Ngọc Hải đã giành được bóng và đang triển khai tấn công. Đây là Neymar. Và lên bóng của các thủ áo trắng. Đường chuyền vào trong cho Messi, chọc khe ngay. Rất tốt, Antoine Griezmann là người đã ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1. Cực kỳ hấp dẫn ở trong trận thi đấu thứ 3. Trận đấu được coi là trận bản lề.
thì cả hai cầu thủ của chúng ta đều đang thi đấu rất cởi mở. Vâng, 13 phút trôi qua và chúng ta đã được chứng kiến đến hai bàn thắng rồi. Và hy vọng là sự cởi mở trong lối chơi như thế này sẽ nhận được tiếp tục những nút like và những nút chia sẻ của tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở trên livestream lúc này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thêm một pha tấn công nữa của Bùi Tiến Dũng nhưng anh đã không thành công. Tiếp tục là pha lên bóng và bị chặn lại bởi Sergio Ramos. Luân chuyển bóng vào bên trong. Đây là Casemiro. Daniel Carvajal. Carvajal. Một đường chuyền lỗi mất rồi. Tình huống cắt bóng thông minh của Antoine Griezmann. Nhưng ngay sau đó thì Casemiro lại tiếp tục cắt bóng. Và làm theo cái cách mà anh đã làm rất nhiều lần ở Real Madrid rồi. Đây là Sergio Busquets. Người nhận bóng là Carvajal. Đường chuyền cho Mbappe. Cầu thủ có tốc độ cực kỳ tốt. Vẫn đang là Mbappe. Một đường chuyền bóng và bóng không qua đến cái đầu của Varane. Hai cầu thủ người Pháp, một người chuyền và một người chặn bóng. Một tình huống treo bóng bổng. Và bây giờ thì bóng đang thuộc quyền kiểm soát của Bùi Tiến Dũng. Anh quyết định là triển khai bóng lên phía trên ngay. Đây là Busquets và Neymar. Một phối hợp giữa Busquets và Neymar. Carvajal, bóng được trả ngược lại cho Busquets. Một động tác đưa Neymar ra bắt bài rất cơ bản thôi. Bùi Tiến Dũng để mất bóng và Quế Ngọc Hải có cơ hội triển khai tấn công. Lionel Messi, bóng đến với vị trí của Carvajal. Một tình huống chọc khe rất thoáng cho Griezmann và anh quyết định treo bóng bổng vào bên trong ngay. Hơi khó nhưng bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của Quế Ngọc Hải. Động tác giả và Messi có cú sút này cực kỳ nguy hiểm. Một động tác quen thuộc đến từ đôi chân cực dẻo của Lionel Messi. Bóng vừa rơi cột dọc. Ngày hôm nay thì đúng là Quế Ngọc Hải hơi đen thật. Vẫn chưa thể có được thêm những bàn thắng. Quý vị và các bạn đừng quên comment dự đoán tỷ số của trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu giữa Hải Quế và Bùi Tiến Dũng. Phút thứ 39 của hiệp thi đấu đầu tiên. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-1. Và một tràng pháo xe thật mạnh mẽ để cổ vũ cho các cầu thủ chúng ta thi đấu thăng hoa và máu lửa hơn. Đó là Ronaldo. Hải Quế rất chăm sút xa kể từ trận đấu trước. Và trận đấu này thì anh đã có hai cú dứt điểm từ xa rồi nhưng đều chưa mang lại hiệu quả nhãn tiền cho chúng ta. Lionel Messi không vượt qua được Casemiro, anh rất quái. Còn đây là Cristiano Ronaldo, đường chuyền là khó dành cho Neymar, không cần phải chạy đâu bởi vì không kịp. Tỷ số vẫn 1-1 thôi. Hiệp 1 có lẽ sẽ là một tỷ số hòa giống như trận đấu trước, nhưng hiệp 2 nó sẽ ẩn chứa ở những tình huống cuối cùng. Tình huống ném biên dành cho có lẽ là tình huống ném biên dành cho Bùi Tiến Dũng, chính xác là như vậy. Sergio Busquets. Tiếp tục là Busquets. Carvajal khá tinh tế. Carvajal và Neymar. Casemiro rất bình tĩnh. Bùi Tiến Dũng luôn như vậy, anh không vội vàng. Đây cơ hội. Vâng, những tình huống đang lát rất giống với phong cách của Barcelona. Nhưng cuối cùng đường truyền thì lại đã đưa bóng sang hiệp 2 mất rồi. Tỷ số hiệp 1 đã khép lại với 1-1. Vâng, mỗi người ghi được một bàn thắng. Bùi Tiến Dũng và Hải Quế chưa ai hơn ai cả. Bất phân thắng bại. Đúng là một trận derby, một trận derby thực sự. Những hậu duệ của thể công đang rất cố gắng thể hiện mình trong bộ môn PES. Bởi thời điểm này thì Bùi Tiến Dũng thậm chí còn hơi cắn môi một chút, thể hiện anh cũng đang có một chút gì đó lo lắng đấy. Còn Hải Quế thì đang ngồi ở một tư thế tương đối thoải mái, một pha tựa hạng bậc thế luôn. Trước đó thì anh tì và cúi người, bây giờ thì anh lại tựa giống một giống như kiểu là chúa sơn lâm vậy. Và đằng sau là núi rồi. Neymar không được. Carvajal rất nhanh đẩy mông ra, đưa chân sang. Những động tác cơ bản để ngăn cản đối phương. Vừa rồi thì cú cắt bóng hợp lý của Varane. Lionel Messi không được. Và Messi lao thẳng vào người của đối phương. Anh quá liều, anh hơi bé nhưng mà anh lại thích và rất mạnh. Griezmann và Dani Carvajal. Lionel Messi, Antoine Griezmann bật rất nhanh. Ronaldo chưa vào. Hải Quế vẫn chưa có thắng, nâng tỷ số lên 2-1. Bùi Tiến Dũng thì quá bình tĩnh để hóa giải. Và đôi khi anh bình tĩnh quá nên đã để mất bóng rồi. Rafael Varane. Bóng không đến được vị trí của người đồng hương Antoine Griezmann. Họ không tìm thấy nhau ở Madrid. Varane. Casemiro. Vẫn là cao thủ áo trắng Lionel Messi. Đường chọc rất hay để cho Ronaldo. Nhưng việt vị mất rồi. Cú chọc đầy ẩn ý của Lionel Messi. Vâng, vừa rồi là một tình huống đã ở và tư thế việt vị khá rõ ràng của Cristiano Ronaldo. Bóng được phất lên phía trên dành cho Bùi Tiến Dũng. Nhưng sau cùng thì trái bóng vẫn ở trong chân của Tiến Dũng thôi và trọng tài xác định đã có lỗi của các cầu thủ. Vâng, đó là lỗi việt vị của cầu thủ áo trắng. Bùi Tiến Dũng lại vừa nở một nụ cười rất tươi. Không biết là có cái thông tin gì vui vẻ đến với anh hay không. Nhưng đây sẽ lại là một lần nữa mà Bùi Tiến Dũng triển khai tấn công. Bóng đến với vị trí của Mbappe, không được.
Dưới tác động của những cầu thủ áo trắng thì bóng quay trở về với Quế Ngọc Hải. Fabinho đang di chuyển và Ronaldo ở phía dưới. Đường chuyền cho Ronaldo. Đó là một đường chọc khe chứ không phải là một tình huống sử dụng nút X. Cavahan. Đây là Sergio Busquets pha lên bóng dành cho Bùi Tiến Dũng. Mbappe có thể chọc khe không? Một tình huống chuyền bóng. Mbappe có tốc độ rất tốt. Đây là cầu thủ người Pháp nhưng lại có gốc ở Cameroon, quê hương của những siêu tốc độ, những người chạy nhanh nhất thế giới đều được sản sinh ra mảnh đất Cameroon này. Đây là Antoine Griezmann. Tình huống sút xa rất bất ngờ. Vâng, đây có lẽ là một bàn thắng mà ngay cả những game thủ chuyên nghiệp cũng rất ít khi tạo ra. Cú sút ở ngoài vòng 16m50 và chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa. Ấn nút tạm dừng luôn bây giờ. Một bàn thắng của Antoine Griezmann được ghi ở phút thứ 71. Đó thực sự là một bàn thắng bất ngờ đến từ Quế Ngọc Hải. Cơ hội triển khai tấn công dành cho Bùi Tiến Dũng. Ronaldo hơi chậm mất rồi. Cơ hội đã trôi qua. Rất đáng tiếc. Cả hai đều đang cố gắng cống hiến một trận đấu thực sự là mãn nhãn. Có thể chọc khe. Và lần này thì hàng phòng ngự của Quế Ngọc Hải đã thi đấu tốt. Bàn thắng bất ngờ đã giúp cho Quế Ngọc Hải phần nào có chút lợi thế. Bằng quá nhiều những đường chuyền, đôi khi thì chuyền không phải là một đấu pháp hợp lý. Bằng những đường chuyền thì chúng ta sẽ phải tùy từng thời điểm thôi. Còn chuyền bóng thì sẽ là tốt, an toàn việc là chúng ta tự tin đi bóng. Nhưng có những lúc thì không nên chuyền và nên chút ngay. Bây giờ sẽ là đường lên bóng dành cho Quế Ngọc Hải. Khoảng cách là một bàn và thêm một tình huống chọc khe hay nữa. Thủ thành bên phía Bùi Tiến Dũng đã phải băng lên. Và đó là cú sút ngay. Vâng, xem chút nữa thì chúng ta đã có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-1 rồi. Phút thi đấu thứ 82 và lợi thế nhỏ nhỏ thuộc về Quế Ngọc Hải. Chúng ta sẽ cùng xem là chưa đầy 10 phút nữa liệu rằng Bùi Tiến Dũng có tìm được cho mình bàn thắng quân bình tỷ số hay không. Một vài thay đổi trong sơ đồ chiến thuật. Vẫn là năm hậu vệ hay tiếp tục sẽ có sự thay đổi đây? Vâng, Fabinho vào sân. Anh có dồn lên tấn công hay không? Vẫn giữ nguyên sơ đồ của mình. Rõ ràng là việc mà chúng ta thấy các game và các cầu thủ cầm vào tay pad để ngồi vào vị trí của một game thủ, họ sẽ có cái gì, họ sẽ có căn bản của việc là đã trải qua trường lớp rồi, họ sẽ có chiến thuật của bóng đá, họ sẽ có tư duy của lối chơi, của cách điều khiển các cầu thủ sẽ di chuyển như thế nào, phân phối bóng ra làm sao để cho hợp lý. Chính vì vậy mà ngay từ khi bắt đầu chơi thì chúng ta thấy rằng các cầu thủ chúng ta có một cái gì đó nó chuyên nghiệp rồi. Và đây sẽ là tình huống xoay sở của Ronaldo không thành công. Busquets đã giành lại bóng cho Bùi Tiến Dũng. Đường chuyền cho Ronaldo có thể phối hợp. Neymar luân chuyển bóng ra hành lang. Ronaldo không được. Cavahan là người đã đứng trước mặt Ronaldo để có thể cản phá đi pha dứt điểm vừa rồi. 2 phút là thời lượng bù giờ trong hiệp thi đấu thứ hai. Quế Ngọc Hải đang rất gần với chiến thắng ở trong trận thi đấu bản lề. Mbappe. Vâng, một tình huống di chuyển thủ môn có phần hơi hài hước của Bùi Tiến Dũng. Anh đã đổi con trỏ về phía thủ môn. Nhưng tình huống di chuyển thủ môn của Bùi Tiến Dũng lại hơi cute quá. Chúng ta chưa kịp xem lại ngay. Có lẽ là chút nữa. Vâng, chút nữa khi mà các trận đấu đã kết thúc thì sẽ có một cái highlight để chúng ta tổng hợp lại những tình huống ghi bàn của các cầu thủ. 3-1 là tỷ số ở trong trận thi đấu thứ 3, cuộc đối đầu giữa Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Bây giờ thì Quế Ngọc Hải là người đã vươn lên. Vâng, và Hải Quế đã thể hiện được cái phẩm chất của một người đàn anh cũng như là một người captain ở đội tuyển Việt Nam, đúng không ạ? Nhưng đó mới là trận đấu thứ 3 thôi. Và tỷ số là 2-1, chưa phải là tỷ số cuối cùng. Tổng tỷ số thời điểm này đang là 2-1, tạm thời nghiêng về Quế Ngọc Hải. Và trận đấu tiếp theo là trận đấu thứ 4. Chúng ta hãy xem nếu như Bùi Tiến Dũng mà thất thủ thì có lẽ là Hải Quế thì sẽ là người sẽ được nở nụ cười chiến thắng ở chung cuộc. Nhưng nếu như Bùi Tiến Dũng mà có thể tiếp tục có những chiến thắng thì chúng ta lại phải đi đến cái trận đấu thứ 5, là trận đấu gọi là chung kết của bán kết. Đó cũng là một trận đấu rất căng và hy vọng rằng Bùi Tiến Dũng trận đấu này sẽ thi đấu thực sự thăng hoa. Những nụ cười sẽ được chuyển biến thành những diễn biến ở trên sân và chúng ta sẽ được theo dõi một trận đấu thật mãn nhãn với những tràng pháo xe của toàn thể quý vị các bạn. Còn bây giờ xin mời vào trận đấu. Vâng, đây được coi là trận đấu chung kết của Bùi Tiến Dũng ở giải đấu lần này. Nếu như anh giành chiến thắng thì sẽ tiếp tục nuôi hy vọng đi vào trận chung kết. Và bây giờ sẽ là cuộc đối đầu chạm 1 và chạm 2. Lợi thế của Quế Ngọc Hải. Chúng ta sẽ cùng xem là phong độ của các cầu thủ trong sơ đồ của Bùi Tiến Dũng trận đấu này có ổn hay không. Vẫn là một cái sơ đồ chiến thuật quen thuộc. Phong độ thì sao? Neymar đỏ.
Carvajal sẽ không thi đấu ở trong đội hình này. Marcelo đỏ rồi. Vì đây là luồng livestream được đẩy lên ở máy thi đấu của Bùi Tiến Dũng nên chúng ta sẽ không theo dõi được phong độ của các cầu thủ trong sơ đồ của Quế Ngọc Hải. Vâng, phong độ khá ổn. Một phong độ khá ổn dành cho Bùi Tiến Dũng. Anh có được sự phục vụ của hầu hết các cầu thủ trên hàng công cũng như là hàng phòng ngự. Còn ở tuyến giữa thì sao? Sergio Busquets đang có phong độ xuống. Và có lẽ người vào thay thế anh sẽ là Toni Kroos. Cùng với đó, người sát cánh với Toni Kroos sẽ là Casemiro hay không? Không, đó là cặp đôi tiền vệ của Real Madrid. Luka Modric sẽ thi đấu sát cánh cùng với Toni Kroos. Những con người có đôi chân nghệ sĩ nhiều hơn là những chiến binh giống như Sergio Busquets hay là Casemiro. Thì những cầu thủ đó có sự mạnh mẽ, có những sự quyết liệt trong những tình huống đánh chặn và cần đến thể lực. Còn với Luka Modric và Toni Kroos thì họ có sự điệu nghệ nhiều hơn, tính chất của những nghệ sĩ của Modric và Kroos. Đó là lý do tại sao có thêm những cầu thủ như Casemiro khi họ thi đấu ở Real. Và chúng ta đến với trận đấu của hai chiến binh đến từ Viettel, Hải Quế và Bùi Tiến Dũng. Họ đều đang đầu quân cho câu bộ có thể nói rằng có 4G mạnh nhất V-League 2020. Chất nghệ trong đội bóng Viettel của hiện nay cũng đã được đẩy lên rất cao với sự có mặt ngoài Hải Quế, Bùi Tiến Dũng, chúng ta có thêm Trọng Hoàng, Hồ Khắc Ngọc cũng như là Trần Nguyên Mạnh. Như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên đã bắt đầu rồi. Ở bên tay trái áo trắng vẫn là Hải Quế, bên tay phải vẫn là Bùi Tiến Dũng và Lionel Messi. Hải Quế lần này có lẽ cũng muốn có những bàn phủ đầu. Vừa rồi đường truyền dài và rất sệt dành cho Ronaldo, nhưng Ronaldo lại dư vào tư thế việt vị. Anh quay đi một cách cực kỳ lơ đễnh bởi vì anh cũng biết rằng nếu như đỡ bóng thì cuối cùng cũng bị thổi còi thôi. Tỷ số chỉ là không đều. Chúng ta chờ đợi sự bứt phá đến từ Bùi Tiến Dũng, Toni Kroos. Kroos là một người rất thích ăn cà rốt. Đây là Neymar, không được. Ý định chuyển ra cánh đã không thành công. Chúng ta có thể thấy rằng khoảng cách đội hình của Bùi Tiến Dũng giữa hàng ở bên dưới và hàng bên trên là tương đối gọi là hơi bị trường xa một chút. Nhưng có thể nó sẽ được rút ngắn bởi tốc độ của những cầu thủ ở hàng tiền vệ. Neymar, cơ hội dành cho Bùi Tiến Dũng. Neymar, không được. Virgil van Dijk đã phá bóng rất thông minh. Anh quan sát tinh tế và có tình huống xử lý chính xác. Dù để không bị phạm lỗi mà bóng vẫn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lionel Messi, Neymar, Messi. Lâu lắm rồi bộ đôi anh em này mới phối hợp với nhau. Nhưng bóng cuối cùng không được đưa vào bên trong của Messi. Đến thời điểm hiện tại thì Barcelona đang rất thèm muốn đưa Neymar quay trở lại Nou Camp. Nhưng có lẽ đó là một điều không hề dễ dàng. Còn đây là Lionel Messi của Hải Quế. Vẫn là Messi. Đường truyền cho Hazard, Marcelo nhanh chân hơn. Hàng phòng ngự 5 người của Bùi Tiến Dũng rõ ràng là gây ra không ít những áp lực, sự khó chịu trong những tình huống chi cả. Nhưng vừa rồi Bùi Tiến Dũng đã cho bóng luôn. Vâng, anh là một người tương đối là thảo, xin là cho, không phải ngợi. Đây là Neymar, Toni Kroos, vẫn là các bó áo trắng. Rồi Hải Quế lên đông rồi. Bây giờ là 2-4-5 rồi, 5 đấu 7. Messi, xoay quá hay đi, Messi dứt điểm từ xa. Hải Quế đang học rút xa. Ở bên ngoài thì có một thông tin mà chúng tôi cung cấp cho mọi người là Hải Quế đang tập rút phạt, hàng rào và rút xa. Và sắp tới ở trận bóng của đội tuyển thì không ngoại trừ có những tình huống mà Quang Hải không thực hiện thì Quế Hậu Hải sẽ là người thực hiện những quả đá phạt hàng rào. Khả năng bắn penalty chúng ta không cần phải nhắc rồi. Hải Quế đang rất muốn mình trở thành Ronaldo phiên bản trung vệ với những tình huống đá phạt và ăn mừng giống như CR7. Ronaldo không vượt qua được Gerard Piqué. Quá hấp dẫn, phút thứ 28 và tỷ số bây giờ vẫn đang là 2-0 chia đều cho mỗi đội. Vâng, tiếp theo sẽ là những tình huống lên bóng đến từ Bùi Tiến Dũng. Ở trong khoảng thời gian vừa qua thì Bùi Tiến Dũng sử dụng khá nhiều những tình huống tấn công xẻ nách và thực hiện đường truyền vào trong. Và cầu thủ băng xuống rất nhiều lần, đó là Neymar. Nhưng chưa một lần nào mà Neymar thành công trong việc đưa bóng vào phía bên trong và có những pha dứt điểm của đồng đội cả. Tiếp tục sẽ là một pha lên bóng nữa của Bùi Tiến Dũng, người đang có bóng là Toni Kroos. Đang luân chuyển trái bóng ra hành lang cánh phải. Hậu vệ Fabinho luôn. Fabinho không thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự mà là hậu vệ cơ. Messi tình huống xoay sở hai đường chuyền. Marcelo đã có mặt đúng lúc để có thể đưa bóng lên phía trên. Nhưng trái bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Đây là Luka Modric. Và phối hợp với Marcelo. Và ông Fabinho đã có tình huống phạm lỗi với Marcelo mất rồi. Cự ly cú sút phạt đã quá xa và chắc chắn sẽ là một đường truyền để tiếp tục phối hợp thôi. Đường truyền cho Ronaldo, khá bất ngờ. Bất ngờ với cả cầu thủ nhận bóng đó là Ronaldo luôn. Và trái bóng đã đi hết đường biên ngang.
sẽ là một quả phát bóng lên đến từ Neuer. Tình huống chuyển bóng, bóng đến với vị trí của ai đây? Và như vậy là các cầu thủ áo trắng đã có được bóng. Tình huống phối hợp không thành công, cơ hội để chọc khe ngay, nhưng Neymar đang chưa di chuyển. Và tiếp tục đó là một tình huống chọc khe hơi vội vàng. Một thi đấu thứ 44 của trận đấu rồi, và lại một trận đấu nữa mà chúng ta được chứng kiến sự chắc chắn đến từ lối chơi của cả hai cầu thủ. Tỷ số lúc này đang là 2-1 về tổng tỷ số, có lợi thế cho Quế Ngọc Hải. Bùi Tiến Dũng cần phải thi đấu tốt hơn, chắc chắn và chắc chịu hơn nhiều nữa. Thêm một pha lên bóng ở những phút cuối cùng và không có phút bù giờ nào cả cho hiệp một này. Trận đấu đã kết thúc và giống như ở trong trận đấu đầu tiên thì Bùi Tiến Dũng không có một cú sút nào trong hiệp một. Đó là điều tôi không bất ngờ, bởi vì Bùi Tiến Dũng luôn như vậy. Anh điều khiển tập trung phòng ngự và truyền cho nó vui. Và hiệp hai khiến cho đối thủ gọi là ngã ngửa người. Xuân Trường là người đã ôm hận. Mà mọi người đều biết rằng là Xuân Trường là một đối thủ mà Hải Quế chưa bao giờ khinh thường ở vùng quân pet. Nhưng Xuân Trường đã ôm hận cho Bùi Tiến Dũng. Và bây giờ thì là Hải Quế. Vâng, những cầu thủ mà có thể nói rằng trinh đá pét ở đội tuyển Việt Nam không phải là nhà, nhưng khi gặp Bùi Tiến Dũng thì họ đều đang phải ôm hận. Và rõ ràng là anh bộ đội của Láng Hòa Lạc vẫn đang thi đấu cực kỳ tốt. Luis Suarez vẫn là Suarez, quá tốc độ và đường truyền cho Ronaldo là cực kỳ khó hiểu. Đó là đường truyền không thực sự tốt và Ronaldo cũng giật mình, ô tại sao lại truyền mình thế nhỉ? Nhưng bóng đá là như vậy các bạn ạ. Có những sự tinh tế, có những sự hoàn hảo thì sẽ có những sự tương đối. Neymar! Bây giờ mới là cú dứt điểm, quá bình tĩnh và Bùi Tiến Dũng cười. Cười và cười, lần này thì anh cười nhiều hơn một chút. Anh dướn người lên, thể hiện rằng đó là một bàn thắng nó cũng hết sức bình thường thôi. Không có một cái gì đó là căng thẳng cả. Và 1-0 dành cho Bùi Tiến Dũng rồi. Nếu như Bùi Tiến Dũng thắng trong trận đấu này thì anh sẽ đưa tổng tỷ số về vạch xuất phát là 2-2. Và chúng ta sẽ có một trận chung kết thực sự nữa để xác định tấm vé đi tiếp. Thực sự đó là một trường ca rất dài. Và đương nhiên rồi, những cầu thủ khoác áo lính như Bùi Tiến Dũng và Hải Quế thì họ luôn hát mãi khúc quân hành. Và chúng tôi cũng muốn hát mãi khúc quân hành trong buổi tối ngày hôm nay. Ronaldo của Hải Quế đang di chuyển rất nhanh. Một cú băm từ xa. Phải nói rằng Quế Hải rất thích những tình huống băm như vậy. Hải Quế là một người cực kỳ tinh tế. Và trong trận đấu với Malaysia, anh có một đường truyền cực kỳ đẳng cấp dành cho Hải Con. Vâng, để có một cú volley theo như bình luận với Quang Huy là cú volley cũng đẳng cấp thế giới luôn. Và ngày hôm nay không biết Hải Quế có định tái hiện lại tình huống đó hay không. Một tình huống nhấc chân rất hay của Quế Hải, Busquets, Fabinho. Bóng không đến được vị trí của đồng đội Toni Kroos, Luis Suarez. Bùi Tiến Dũng người ta phải gọi là lớn ngà lớn ngớ, nhưng mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Trông thì có vẻ ngây thơ đấy thôi, nhưng mà khi mà đã dứt điểm thì đúng là cả đội Cần Thơ thì cũng phải giật mình. Ronaldo đường truyền cho Luis Suarez không được rồi. Hải Quế đang có nhiều những đường truyền sai ở những giai đoạn cuối và tiếp cận hàng phòng ngự của đối phương. Đó là những điều không nên khi chúng ta tổ chức tấn công. Vâng, mỗi khi mà Bùi Tiến Dũng không dứt điểm ở hiệp thi đấu đầu tiên thì anh lại dần có được những lợi thế ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Cũng có thể là cái sự khởi động nó từ từ và chậm rãi của Bùi Tiến Dũng thì sẽ đem lại hiệu quả nhiều hơn so với việc là anh dứt điểm ngay ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Vâng, bây giờ lại là một tình huống lên bóng nữa đến từ Bùi Tiến Dũng và đây là một đường chọc khe bóng. Ronaldo không thể dứt điểm ngay, có thể dứt điểm khi mà thủ môn đang không có. Vâng, thủ môn đang lên rất cao, khung thành đang không có thủ môn. Chưa được. Những tình huống mà Neymar xử lý bóng hơi loằng ngoằng đã tạo điều kiện để cho Quế Ngọc Hải giành lại bóng và triển khai tấn công. Đây là pha phối hợp giữa Busquets và Luis Suarez. Bóng đến với vị trí của Ronaldo. Vâng, nhưng ngay lập tức thì Fabinho ở một ngày thi đấu mà anh nhiệm vụ bắt ở bên cánh phải. Vâng, rất nguy hiểm. Một chút sai lầm của hàng phòng ngự bên phía Bùi Tiến Dũng đã tạo ra cơ hội để Ronaldo của Quế Ngọc Hải có thể dứt điểm. Những cú sút vừa rồi của Ronaldo sẽ chỉ đem về cho Quế Ngọc Hải một quả đá phạt góc mà thôi. Phút thi đấu thứ 79 rồi, cách biệt khá là mong manh. Duy nhất một cú sút và Bùi Tiến Dũng thành công tạo ra được một bàn thắng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong khoảng thời gian tiếp theo liệu rằng Quế Ngọc Hải có thể ghi bàn để quân bình tỷ số hay không, hay Bùi Tiến Dũng sẽ là người giành chiến thắng ở trong trận đấu này để quân bình tổng tỷ số là 2-2. Chúng ta sẽ có trận chung kết của vòng bán kết. Vâng, trả lời câu hỏi của một vài quý vị khán giả là ở vòng trong trận đấu bán kết 1 giữa Tabi Tuấn Anh và Quang Bắc Sa, Tabi Tuấn Anh là người đã giành chiến thắng và điền tên mình vào trận chung kết trước rồi anh em nhá. Còn trận đấu này thì, lượt đấu này thì vẫn chưa biết được. Một quả đá phạt góc của Quế Ngọc Hải không có gì quá nguy hiểm cả. Luis Suarez đã đưa bóng ra ngoài sân. Quyền ném biên thuộc về Quế Ngọc Hải.
còn khoảng 10 phút nữa cho những nỗ lực của trung vệ Quế Ngọc Hải. Thêm một pha triển khai tấn công, Lionel Messi rất nhiều những cái bóng áo. Vâng, suýt chút nữa thì đã có một tình huống có thể dứt điểm. Rất nhiều những cầu thủ áo bã trầu đã lùi về phần sân nhà để tập trung cho không ngừng thôi. Đây là Luis Suarez, đường chuyền cho Ronaldo. Không được. Bóng đã được đưa lên phía trên. Và những tình huống tấn công khoảng thời cuối cùng dành cho Quế Ngọc Hải. Đây là Fabinho. Vẫn đang là Fabinho, đường chuyền không qua được đôi chân của Gerard Pique. Luka Modric. Pique, bóng lại đến với đôi chân của Luka Modric. Có những tình huống luân chuyển chạy bóng liên tiếp. Làm sao để cầm bóng lâu nhất có thể. Cái này người ta gọi là chu qua chu lại. Bóng chuyền đi chuyển lại thật nhiều để cho quãng thời gian trôi đi. Và bây giờ nếu như bóng có được phá lên đi chăng nữa thì tiếng còi của trọng tài cũng sẽ vang lên mà thôi. Bùi Tiến Dũng đã thành công trong việc quân bình tổng tỷ số. Kết quả bây giờ là 2-2. Anh cũng đã giơ tay để ăn mừng rồi. Thưa quý vị, bây giờ là 2-2 rồi và chúng ta sẽ đến với trận đấu cuối cùng để xác định tấm vé đi tiếp. Thực sự là nghẹt thở. Xem chúng tôi còn cảm thấy căng thẳng và Bùi Tiến Dũng cái cảm xúc vỡ hòa. Bùi Tiến Dũng cho thấy rằng là anh cũng đã cố gắng và thành quả chiến thắng vừa rồi dành cho Bùi Tiến Dũng là xứng đáng. Và bây giờ chúng ta sẽ, dù là xứng đáng nhưng mà không phải cả hai đều đi tiếp được, chỉ có một trong hai thôi. Và ngày hôm nay Láng Hòa Lạc sẽ chia làm hai nửa, một là nửa Quế Hoài và hai nửa Bùi Tiến Dũng. Quý vị thuộc về nửa nào thì comment ở bên dưới, hãy chia sẻ live stream ngày hôm nay để đến với trận chung kết của bán kết hai giữa Quế Hoài và Bùi Tiến Dũng. Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là Bùi Tiến Dũng ở trong trận đấu này, những con bài của anh có được một phong độ tốt hay không. Vâng, vẫn là những tình huống mà phải thay đổi sơ đồ chiến thuật trước đã. Vâng, Neymar thì phong độ không tốt rồi, nhưng Ronaldo có phong độ ổn. Có Eden Hazard. Vâng, đặc biệt đó là cầu thủ Luis Suarez mà Bùi Tiến Dũng đã sử dụng rất hiệu quả trong trận đấu này, có phong độ cứng rồi. Vâng, có bỏ Messi ra và không, Messi sẽ đá, có thể đá ở vị trí hộ công. Khi mà hai mũi công cao nhất sẽ là Luis Suarez và Cristiano Ronaldo. Eden Hazard đương nhiên là sẽ phải được rút ra khỏi sân rồi. Và người vào thay thế anh thi đấu ở vị trí trung vệ đó là Varane. Bộ ba trung vệ là Varane, Gerard Pique và Van Dijk. Sergio Ramos sẽ thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Còn bên kia sẽ là Cavani. Ok, đã sẵn sàng. Một vài động tác khởi động để thể hiện rằng Bùi Tiến Dũng cũng đã sẵn sàng cho trận đấu này. Anh sẽ quyết tâm hết sức. Còn bên phía còn lại, Quế Ngọc Hải vuốt mặt một cái, cũng phải bẻ tay các kiểu của đá điểu. Vâng, làm sao để có thể giành chiến thắng ở trong trận thi đấu chung kết của lượt trận bán kết này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cái tên nào sẽ được sướng lên sau trận đấu này. Quế Ngọc Hải có lẽ đang nhắn tin cho người vợ ở nhà, anh đang hơi run em ạ. Hy vọng là sẽ nhận được một tin nhắn mà anh ơi cố lên. Ok, một cái gãi đầu và chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến với những giây phút của trận thi đấu chung kết trận vòng bán kết 2 nào. Người giao bóng sẽ vẫn là Quế Ngọc Hải. Vâng, tình huống triển khai tấn công hơi vội vàng rồi. Bóng đến với những đôi chân của cầu thủ mang áo bã trầu. Ronaldo xoay sở tốt, bóng được trả về cho Ramos. Tình huống chuyền vào cho Luis Suarez. Casemiro không được. Đường chuyền hơi vội của Casemiro. Mở biên cho Neymar. Neymar, nhưng Neymar sau một vài nhịp khống chế đã tạo điều kiện để cho Van Dijk băng ra giành lại bóng cho các cầu thủ của Bùi Tiến Dũng. Thêm một pha lên bóng nữa của Bùi Tiến Dũng đây. Lionel Messi. Đường chuyền cho Ronaldo. Ronaldo có tốc độ rất tốt. Và phối hợp với Luis Suarez. Chuyền bóng hay, Luis Suarez. Không được. Thực sự là hay, nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm sau cùng của tiền đạo Uruguay đã không thành công. Anh chưa thể hạ gục được thủ môn bên phía đối phương. Bùi Tiến Dũng nhận về một quả đá phạt góc và đường chuyền bóng. Busquets. Tình huống luân chuyển trái bóng liên tiếp và một đường chuyền bóng nữa nhưng không thành công. Messi đang có bóng và cơ hội phản công dành cho Quế Ngọc Hải. Neymar. Neymar đi bóng hơi lộ liễu và Gerard Pique đã có một cú tắc bóng chuẩn xác để giành lại bóng cho Bùi Tiến Dũng rồi. Và Bùi Tiến Dũng cần phải chắt chiu và
tận dụng tốt những cơ hội của mình hơn nữa. Đây là trận thi đấu chung kết rồi, quyết định xem ai là người vào trong đây. Một đường chuyền bóng, bóng không đến được với cái đầu của Ronaldo. Và đây là cơ hội lên bóng dành cho Quế Ngọc Hải. Không được, bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của Quế Ngọc Hải. Tình huống phối hợp giữa Neymar và Messi. Đường chuyền của Neymar là hơi vội. Cơ hội lên bóng dành cho Bùi Tiến Dũng, chào khe. Vẫn chưa thành công, rất nhiều những đường chuyền vội. Và cái đầu lạnh là việc mà chúng ta cần phải làm tốt. Lúc này phải giữ được cho cái đầu thật lạnh, đảm bảo chắc chắn trong những đường chuyền, trong những pha phòng ngự và những tình huống tấn công, làm sao để cho hiệu quả được tối đa. Thêm một pha lên bóng nữa đến từ Bùi Tiến Dũng. Bóng đến với vị trí của Ronaldo. Bứt tốc Ronaldo. Và một động tác giả và tạo điều kiện cho Gerard Pique đã giành lại bóng cho Quế Ngọc Hải. Casemiro, trước đó trọng tài xác định đồng đội của anh đã bị phạm lỗi, thậm chí một thẻ vàng được rút ra dành cho Sergio Busquets. Tình huống vào bóng theo phong cách chém đinh chà sắt, tiểu khu hơi bị đốn củi quá. Và mặc dù mới phút thứ 29 thôi nhưng cả hai đều đã tỏ rõ sự máu lửa và quyết liệt. Họ quyết tâm giành chiến thắng, bởi vì thắng cho trận đấu này đồng nghĩa với tấm vé đi tiếp. Đơn giản đấy thôi. Và ai cũng muốn có tên của mình trong trận chung kết. Và chúng tôi thì khẳng định luôn có một điều chắc chắn sẽ xảy ra, đó là sẽ có một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam góp mặt ở trận chung kết. Đó là ai chúng ta đang đi tìm? Kylian Mbappe, Neymar, tiếp tục là Neymar. Chưa dứt điểm ngày như khai, đó là Quế, 1-0 rồi. 1-0 dành cho Quế Hoài. Neymar, Quế Hoài đã rất chăm chỉ rút điểm từ xa. Và ngày hôm nay thì anh cũng đã có lực bàn thắng từ một cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Neymar, dù nhỏ, là người đã thực hiện thành công ước mơ của Hải Quế. Tôi nghĩ rằng Hải Quế có khi trước đây anh ước mơ là một cầu thủ đá tấn công cơ, chứ không phải là một trung vệ. Càng ngày thì Hải Quế đang càng hoàn thiện những kỹ năng và những cái kỹ thuật khó của mình trong vai trò một trung vệ hơn. Và chúng ta biết rằng là ở Viettel thì Hải Quế cũng thường xuyên có những tình huống đưa ra những pha tấn công hoặc chuyền dài, phát động tấn công rất hay. Nó giống với phong cách của Pirlo, rất nhẹ nhàng, tình cảm nhưng mang tính sát thương rất cao. Còn Bùi Tiến Dũng chúng ta biết rồi, có những thời điểm ở Viettel anh thậm chí còn được đẩy lên đá như một tiền vệ trung tâm. Bùi Tiến Dũng cũng là một cầu thủ rất đa năng. Ở Viettel thì Bùi Tiến Dũng được coi là một trong những cầu thủ biểu tượng. Anh là đeo bằng đội trưởng, cũng như là được chính ủy rất quý mến. Ronaldo đã việt vị rồi. Vâng, Ronaldo đã việt vị rồi. Phút thứ 43 của hiệp 1, tỷ số vẫn đang hiện tại tạm thời là 1-0 nghiêng về Quế Hải. Người ghi bàn là Neymar. Vâng, một chàng trai nắm tài nhiều tật. Và không biết rằng là tương lai của anh ta ở mùa giải năm nay sau khi kết thúc có là ở Paris Saint-Germain nữa hay không. Kylian Mbappe. Vẫn là Mbappe. Mbappe có vẻ hơi cháy lắm. Vâng. Hơi bị bãi cháy một chút. Casemiro. Cầu thủ cũng đã 28 tuổi, 27 tuổi rồi. Busquets. Vâng. Chuyền luôn. Khá rồi thịt. Nhưng nó được chuyền chính xác. Varane cực kỳ hay. Varane đang được đánh giá là một trong trung vệ quốc dân. Và 1-0 là tỷ số của hiệp 1. Chúng ta cùng chờ đợi hiệp thi đấu thứ 2 với câu trả lời đến từ Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng tiếp tục xoa mặt để thể hiện sự tỉnh táo. Trong khi đó Hải Quế vẫn có sự lạnh lùng của một captain đích thực ở trên sân. Vâng, như những trận đấu diễn ra mà không có bất kể một cú sút nào của Bùi Tiến Dũng ở hiệp 1, anh luôn giành chiến thắng. Còn ở trận đấu này thì anh đã tung ra một pha dứt điểm ở hiệp thi đấu thứ nhất rồi. Liệu rằng Bùi Tiến Dũng có thể giành chiến thắng được hay không, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Và đây là tình huống tấn công hay, rất nhiều những đường chuyền. Nhưng sau cùng thì Sergio Ramos là người xuất hiện để giành lại trái bóng cho Quế Ngọc Hải. Bóng quay trở về với Bùi Tiến Dũng và thêm một tình huống tấn công nữa, Luis Suarez. Trả bóng ngược lại cho Messi. Gerard Pique là người đã có mặt án ngữ trước Messi để giành bóng cho Quế Ngọc Hải. Tình huống triển khai tấn công ở hành lang cánh phải, Mbappe. Rất tốc độ Mbappe. Chuyền bóng vào trong, không được. Tình huống chuyền bóng quá mạnh khiến cho Lionel Messi ở một cự ly gần không thể kịp không chế bóng. Trái bóng được phát lên phía trên. Ronaldo. Và trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ áo trắng, đây là quyền lợi thế. Cavahan có thể tạt bóng vào trong. Đó lại là một đường chuyền sệt. Và tiếp theo sẽ là quả đá phạt góc dành cho Bùi Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải ngày hôm nay đã một lần thành công ở trên chấm phạt góc rồi. Bùi Tiến Dũng thì chưa. Và tình huống này thì sao? Lionel Messi. Vâng, đường chuyền đã bị phá ra bởi Van Dijk. Cavahan cú sút ngay. Vâng, cú sút đến từ đôi chân của một hậu vệ thì sẽ không quá nguy hiểm. Đây là Ronaldo. Vâng, một nhịp chân trừ của Ronaldo thôi tạo điều kiện để cho Varane đã giành lại bóng. Thêm một pha triển khai tấn công nữa đến từ Bùi Tiến Dũng. Sergio Busquets phối hợp với Ronaldo, bóng được trả ngược lại. Suarez ở dưới. Suarez xoay sở quá hay.
Nhưng dưới tác động của đến hai cái bóng áo trắng thì Suarez không thể giữ bóng mãi được. Sergio Ramos vẫn chưa đưa bóng lên được phía trên. Bóng bây giờ đến với vị trí của Kylian Mbappe rồi. Cầu thủ có tốc độ quá tốt. Những bước chạy xé gió của Mbappe. Và đường chuyền vào trong. Lộn xộn rồi. Một tình huống sai lầm của hàng phòng ngự sau cú căng ngang khó chịu của Mbappe. Nụ cười nở trên môi của Bùi Tiến Dũng, nhưng đây là một nụ cười không phải nụ cười chiến thắng rồi. Quế Ngọc Hải mặc dù đã ghi bàn nhưng anh vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng. Bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0, cách biệt bây giờ đã là 2 bàn. Thêm một đường chuyền bổng nữa. Mũi tấn công Kylian Mbappe đang đem đến sự hiệu quả bất ngờ dành cho Quế Ngọc Hải. Phút thi đấu thứ 69, chúng ta vẫn còn khoảng hơn 20 phút nữa cho trận đấu này. Và khoảng cách hai bàn liệu rằng có thể được săn lấp hay không? Thêm một pha tấn công đến từ Bùi Tiến Dũng. Đây là Lionel Messi. Ronaldo đường chuyền hay. Luis Suarez hơi chần chừ. Và nhưng cũng cần phải xử lý thì mới có thể qua mặt được hậu vệ đối phương. Cavahan chuyền bóng ngay. Busquets đã lùi về kịp thời để có thể ngăn cản pha tấn công của Bùi Tiến Dũng. Vâng, rất đáng sợ với con át chủ bài Mbappe. Mỗi khi Mbappe bứt tốc, đó là sự nguy hiểm. Nó cũng giống như trận đấu mà Argentina đối đầu với Pháp. Vâng, đây rồi, rất đáng tiếc. Một cơ hội dứt điểm hiếm hoi của Bùi Tiến Dũng. Nhưng anh đã không thành công chạy bóng sau khi từ đôi chân của Ronaldo đã chạm vào một hậu vệ đối phương và đập vào cột dọc. Tỷ số lúc này vẫn được giữ nguyên với con số là 2-0, nghiêng về Quế Ngọc Hải. Vừa rồi thì Ramos đã bị xoạc và khá bất ngờ khi anh lại là người đã bị đốn. Lionel Messi, coi! Cú lao vào của Sergio Busquets là không đủ nhanh. Và tình huống tấn công tiếp tục là Kylian Mbappe. Chúng ta đều biết rồi, bài của đội tuyển Pháp ở World Cup rất đơn giản. Paul Pogba chọc khe dài và Mbappe bứt tốc. Chỉ từng đấy thôi đã khiến cho rất nhiều đội tuyển phải ngã ngựa. Và vừa rồi thì Quế Hoàng Hải cũng đã thực hiện rất tốt bài tăng tốc của Kylian Mbappe. Một thứ đang ngấm vào máu của cầu thủ, đang được Paris Saint-Germain quy hoạch trở thành biểu tượng của đội bóng. Casemiro, Lionel Messi, Luis Suarez, De Ronaldo. Vâng, lấy bóng rất khéo và tinh tế. Đó là Virgil van Dijk. Tiếp tục là van Dijk. Busquets, Casemiro. Đây là Cristiano Ronaldo. Vâng, chưa thể có được thêm bàn thắng nữa. Hải Quế có vẻ rất muốn ghi thêm bàn thắng nữa để chứng minh thị uy sức mạnh của mình ở phòng thay đồ của Viettel. Anh đã có 2 bàn thắng rồi và bây giờ là phút thứ 90+1. Thời gian không ủng hộ Bùi Tiến Dũng và gần như Quế Hoàng Hải đã cầm chắc trong tay tấm thiệp mời trên bàn rồi. Đây là tấm thiệp mời để vào trận chung kết, thưa quý vị và các bạn. Như vậy Quế Hoàng Hải là người đã giành chiến thắng ở trận chung kết của bán kết với tỷ số 2-0. Dù là đen đủi một chút nhưng sau đó thì vẫn có bàn thắng. Trận thi đấu đầu tiên thì phải. Và chúng ta đã theo dõi lần lượt từng trận đấu một. Và đây là câu trả lời của Bùi Tiến Dũng. Một nụ cười tươi sau khi ghi bàn. Quế Ngọc Hải rất lạnh lùng rồi. Vâng, rất ít khi thể hiện cảm xúc. Đây là bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1. Vâng, cái cách mà ôm miệng của Bùi Tiến Dũng, nó diêm dúa đúng như một làng nàng công chúa. Khá là điệu. Đây là bàn thắng duy nhất ở trong trận thi đấu thứ 2. Còn đây là những diễn biến ở trong trận thi đấu thứ 3. Trận thi đấu thứ 2 thì Bùi Tiến Dũng là người thi đấu có phần tốt hơn, nhưng Quế Ngọc Hải là người tận dụng cơ hội một cách hiệu quả. Vâng, điểm qua cả 5 trận đấu của các cầu thủ, những tình huống tạo ra bàn thắng. Bây giờ thì một lần nữa chúc mừng cho Quế Ngọc Hải khi anh là người đã lọt vào trận chung kết và chia buồn với Bùi Tiến Dũng. Nhưng anh vẫn còn một cơ hội thi đấu hết mình nữa ở trong trận đấu tranh 3-4 với game thủ Quang Barca. Và quý vị đừng quên nha, ngay ngày mai thôi chúng ta sẽ được theo dõi cuộc đối đầu giữa game thủ và cầu thủ ở trong lượt trận tranh 3-4 cũng như là trận đấu chung kết. Ở trận đấu tranh 3-4 sẽ là cuộc đối đầu giữa Bùi Tiến Dũng và game thủ Quang Barca. Còn ở lượt trận chung kết là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Đông Nam Á ở trong thể loại PES này, trong bộ môn game PES này, Tabi Tuấn Anh. Và trung vệ cũng là đương kim vô địch của Đông Nam Á luôn. Chính xác. Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải vô địch EFCAP 2018. Thời điểm đó thì có cả Văn Quyết nữa. Tuy nhiên thì Quế Ngọc Hải lúc đó thì nhận trọng trách là đội trưởng. Tuy nhiên có một điều rất hay là khi mà trao cúp thì người ta sẽ thường trao cho đội trưởng trước. Lúc đấy thì Hải Quế vẫn để Văn Quyết cầm cúp. Và sau đấy thì Hải Quế đã trở thành một bức tường thành vững chắc trong máu của đội tuyển Việt Nam.
Đến thời điểm này thì những thành công của bóng đá Việt Nam từ 2018 đến nay thì cũng gắn liền với những sự thành công của hàng phòng ngự được chỉ huy bởi Quế Hoài.